Thưa quý vị, ba nhân viên quản lý nhà máy may ở Bangladesh bị bắt, tin từ Dhaka. Ba nhân viên Bangladesh của nhà máy sản xuất hàng may mặc ở một vùng ngoại ô Dhaka đã bị bắt và bị đưa ra trình diện trước các phương tiện truyền thông. Hôm nay, do có liên quan trong cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn đã giết chết hơn 100 người vào cuối tuần qua. Một viên chức hành chính, một nhân viên quản lý cửa hàng và một nhân viên giám sát an ninh của nhà máy thời trang Tazreen đã bị cảnh sát còng tay bắt đi. Cảnh sát trưởng quận Dhaka, ông Habibur Rahman cho biết họ sẽ điều tra các nghi can về tội sơ suất. Ông Rahman cho biết cảnh sát đang điều tra các khiếu nại của một số nạn nhân, nói rằng giám đốc nhà máy đã ngăn chặn các công nhân chạy ra khỏi tòa nhà cao tầng khi có tiếng hụ báo động hỏa hoạn. Đại diện của nhà máy sản xuất thời trang Tazreen cũng như người chủ sở hữu đã từ chối đưa ra lời bình luận. Chính phủ đã cho rằng nguyên nhân của vụ hỏa hoạn công nghiệp tồi tệ nhất của đất nước là do có kẻ phá hoại. Ngọn lửa nhà máy thời trang Tazreen đã gây bối rối cho các nhà bán lẻ toàn cầu đặt hàng may mặc tại Bangladesh, nơi mà chi phí lao động rất thấp, chỉ có khoảng 37 Mỹ Kim một tháng cho một công nhân. Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới cho biết, một trong những nhà cung cấp của công ty đã ký hợp đồng với nhà máy gặp nạn mà không được phép và Walmart sẽ không sử dụng nhà cung cấp này nữa. Một số nhà bán lẻ khác như là Gap và Nike đã vội vàng tuyên bố không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà máy này. Bangladesh có khoảng 4.500 nhà máy may mặc và là nước xuất khẩu quần áo lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc, với hàng may mặc chiếm 80% của tổng số 24 tỷ Mỹ Kim xuất khẩu hàng năm. Điều kiện làm việc tại các nhà máy ở Bangladesh nổi tiếng là tồi tệ với rất ít sự kiểm soát về các quy luật an toàn và tình trạng các nhà máy quá đông đúc công nhân cũng như các cửa của những lối thoát khẩn cấp bị khóa là những điều thông thường.